Nhật Bản là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất thế giới, với 18 triệu lượt khách đi du lịch nước ngoài mỗi năm trước khi có dịch COVID-19. Trong đó, Việt Nam là một điểm đến du lịch yêu thích của khách du lịch Nhật Bản, với khoảng 1 triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản dần trở thành điểm đến được người Việt Nam yêu thích, với các điểm đến hấp dẫn, nổi tiếng. Trước dịch COVID-19, Nhật Bản đã đón khoảng 500.000 lượt khách Việt Nam mỗi năm. Để kích cầu du lịch hai chiều, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam phối hợp với các đối tác Nhật Bản để thúc đẩy du lịch hai chiều Việt-Nhật và Nhật-Việt thông qua các sản phẩm du lịch chất lượng. Trong đó, cùng với các sản phẩm đang khai thác, thu hút khách đến vùng Đông Bắc Nhật Bản là sản phẩm tour mới nhất, các đơn vị lữ hành sẽ triển khai từ mùa thu năm nay. Vâng, cung Đông Bắc Nhật Bản hay gọi là cung đi vùng Tohoku là một cung đường khá là mới. Nó thuận lợi hơn so với lại các cái cung như Hokkaido hay Kyushu ấy, là nó có chuyến bay thương mại thường xuyên đến, cũng như là có các chuyến bay charter đến vùng này và dễ dàng có thể tổ chức được. Ngoài ra ấy, bởi vì nó nằm ở phía bắc, ở có địa hình núi non hùng vĩ cũng như là bờ biển kéo dài, nên là vùng này có rất là nhiều danh lam phong cảnh đẹp cũng như là những cái di tích lịch sử phong phú. Ngoài ra ấy, thì cái bởi vì nó sẽ có cái việc là phía bắc, bởi vì nó nằm ở phía bắc nên là mùa lá đỏ nó sẽ bắt đầu sớm hơn, cũng như là mùa anh đào ấy nó sẽ bắt đầu muộn hơn so với lại vùng Tokyo, Phú Sĩ, Kyoto, Osaka. Các bạn đang muốn khai thác những cái tuyến mới ở phía đông bắc Nhật Bản thì ở Japan Airlines thì chúng tôi có những cái tuyến bay phù hợp với những cái đến những cái thành phố nào, đến những sân bay nào. Và từ đó thì chúng tôi, sau cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi có cái kết nối, thì chúng tôi có thể là cùng nhau ngồi lại để chúng tôi set up ra một cái chương trình tour để làm thế nào để đưa ra thị trường. Thứ nhất, đầu tiên là phải hấp dẫn về mặt tuyến điểm mới lạ. Cái thứ hai là phải phù hợp về mặt giá cả, làm thế nào để nó vẫn phải cạnh tranh với những cái tuyến cũ. Lượng khách du lịch Nhật Bản sang Việt Nam có thể phục hồi nhanh khi chính phủ Nhật Bản đã lựa chọn Việt Nam là một trong 24 điểm đến trong chương trình kích cầu du lịch nước ngoài. Việc triển khai tour tuyến mới, quảng bá xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam góp phần thúc đẩy nhu cầu đi du lịch Nhật Bản của người dân Việt Nam, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.